Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Mai Thanh Hà. Thì hồi nãy con mới đi thi tiếng Anh về phần nói và mẹ đã chở con tới trường quay. Hôm nay thì Thanh Hà sẽ bật mí cho mọi người biết về một ngày làm việc của đoàn phim như thế nào nha. Bây giờ con phải đi thay đồ một xíu nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhé. Bây giờ tới cảnh quay của Thanh Hà rồi, chúng ta cùng đi thôi. Trời ầm ầm rồi kìa, mây đen kéo tới rồi kìa. Tập 39 đó luôn. Rồi nhanh đúng không? Đúng rồi. Cảnh nó có ai đó. Nhờ mình đang chuẩn bị để đi quay nè. Nói tiếng Hàn giống vậy á. Đó là giống cái thoại nội dung á. Cái Diễu Hồ và Diễu Hồ ơi. Dạ yes, rồi, Diễu Hồ ơi. Dạ phải làm sao đây? Vui rồi. Sắp rồi. Bây giờ mình sẽ video quay trong vòng 10 giây nữa. Chưa bắt đầu thời gian. Bắt đầu thời gian nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết thời gian. Rồi, ăn đi con. Chưa có giấy sao? Tâm Anh ơi. Dạ. Cái chính là con này mà. Đợi bên. Ra. Rồi, ra đi. Em để đây. Đây, là anh cắt hình nha. Thôi, em hiểu không? Là cắt hình. Rồi im lặng máy chạy. Tâm Anh ơi. Im lặng. Đi biển. Ủa? Ủa?
giờ nó làm gì? Tâm Anh, bây giờ nó làm gì? Bây giờ thì con sẽ nghỉ ngơi và ăn cơm. Mày ăn cơm thôi. Mày nghe cô biết coi nha. 77 chưa có cơm. Cái này ăn rau gì ăn cơm? Bước rau ra ăn. Cà ri. Đây. Con đang làm cái gì vậy? Con gọi mẹ xuống ăn cơm. Con có thích ăn cà ri không? Dạ. Đi ăn mẹ. Hả? Cái chừng đổ, cái chừng đổ, để dưới đi. Ăn lấy bánh mì đi. Bánh mì bánh này. Rồi sếp không ăn. Không, không đi. Câu chuyện nó như thế nào? Câu chuyện là một bác tiều phu đóng cửa gì, bác đó lỡ tay làm rơi xuống dưới sông. Rồi sau đó có một ông tiên ở dưới sông đó nhoi lên mặt nước và ông tiên đó cầm theo ba cái rìu. Ông tiên hãy
bác tiểu phu đó là cây rìu vàng này có phải của anh không? Bác tiểu phu đó trả lời thật thà là không phải. Đến cây rìu thứ hai là cây rìu bạc, bác tiểu phu cũng trả lời không phải. Đến cây rìu thứ ba là cây rìu gỗ thì bác trả lời là có, là đúng rồi, đó là cây rìu của con. Khi ông Bụt thấy vậy thì ông Bụt đã tặng cho tiểu phu đó hai cây rìu vàng và rìu bạc đó. Và gặp một người bạn của chàng tiểu phu đó thì chàng tiểu phu đó đã kể lại cho người bạn nghe là có một ông tiên ở dưới đáy nước á, tặng cho mình hai cái rìu vàng và rìu bạc. Vì lòng tham cho nên là cậu bạn đã tới và ông tiên hỏi lần thứ, và cậu bạn đã tới mang theo một cái rìu và quăng xuống sông. Ông tiên nhô lên mặt nước cầm theo ba cây rìu khác và hỏi cây rìu vàng này có phải của con không? Cậu ta nói đúng rồi ạ. Ông tiên nói vì lòng trung thực của con không có nên ta sẽ cho con một bài học. Ông Bụt ơi, bài học xong ông nhớ tặng cho con cả ba cây rìu nhé. Và ông Bụt tức giận liền hóa phép cho ba cây rìu này bay đến một nơi thật xa để cậu ta đuổi theo. Và từ đó cậu người bạn đó không bao giờ quay lại nữa. Con rút ra bài học gì từ câu chuyện này? Rồi bây giờ con đọc sách tiếp nha. Giờ đã là trời tối rồi mọi người ơi. Và Thanh Hà vẫn còn đang quay. Rồi, đâu được rồi. Quay hả? Cô Vy lấy kẹp nha. Dạ. Nè, thôi cô lép đi. Từ từ. Đúng rồi, còn cái trái nữa. Nhanh đi. Thôi cứ giới thiệu đi. Cô làm gì? Nhanh đi. Đây là cô Lưu trợ lý của con. Cô cầm tên ở ngoài là Kha Kim Tiền An. Gửi xe bên Kim Lưu nha. Rồi hát bài nghe chơi. Hát bài gì đó thật nghe. Đã 7 giờ rưỡi tới rồi thì đó là kết thúc một ngày làm việc của Tâm Anh. Và mọi người nhớ subscribe kênh của Thanh Hà ở dưới phần đăng ký và bấm chuông. Và khi nào có video mới thì sẽ được thông báo. Mọi người nhớ nha, nhớ đón xem phim Gia đình số 1 phần 2 của Thanh Hà nha. Và chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở ngày mai. Cái gì của cô à?